Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video này mình sẽ dẫn các bạn đi cắt mẫu áo này nhé. Chúng ta có mẫu áo dạng cổ hai ve tròn, đường bồ mảnh vai xuống dưới gấu. Phần gấu này chúng ta sẽ làm biến kiểu đi một chút. Trên cái đường bồ mảnh chúng ta sẽ khoét khoét tròn này. Tay sẽ là tay xếp ly. Chưa nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của mẫu áo. Đối với mẫu áo này thì các bạn sẽ đánh sống lưng vào cho mình nhé. Được chưa? Chúng ta sẽ lấy qua hạ eo này tầm khoảng 6 phân thôi. Đó. Các bạn nào có nhu cầu đăng ký học cắt may online, mình đã có chương trình học cắt may, học phí cho toàn bộ đồ nam nữ, học phí chỉ là 1 triệu. Ngoài ra khi các bạn đăng ký thì mình sẽ tặng các bạn quyển giáo trình này và lớp kỹ thuật may. Đó. Chưa? Các bạn nào có nhu cầu đăng ký thì có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có phần thân trước và thân sau. Thân sau này thì các bạn sẽ xử lý tiêu cái ly vai của thân sau đi cho mình nhé. Đối với thân trước này, ở đây nhé, các bạn sẽ đóng tạm cái phần ly vai này vào cho mình. Chúng ta sẽ bấm một đường từ sườn này vào đầu ly thân. Các bạn đóng cái ly vai này vào cho mình. Chúng ta đóng vào để xác định được đường bổ mạch. Các bạn sẽ kẻ lại cho mình đường vai con. Chúng ta giảm đầu vai vào nhá, bởi vì là tay xếp ly. Chúng ta giảm đầu vai vào là 1 phân đến 1 phân rưỡi. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ lại vòng nách. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ vẽ phần cổ như sau. Chúng ta xác định cúc thì các bạn sẽ lấy phần cúc này. Đấy là mình sẽ kéo dài cái đường hạ ngực này sang. Các bạn sẽ lấy từ hạ ngực, các bạn lấy ngực lên cho mình 2 phân. 2 phân. Từ ngang cổ các bạn lấy ra ngoài cho mình 2 phân. Chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau, tạo thành đường bẻ ve. Đó. Tiếp này các bạn sẽ đặt thước trùng với ngang cổ, kẻ một đường song song với đường bẻ ve. Từ đây các bạn lấy xuống cho mình tầm 6 phân. Chúng ta sẽ kẻ này chéo đi nhá. Tính từ đường bẻ ve này, các bạn lấy ra đây cho mình. Chúng ta lấy tầm khoảng 5 phân. 5 phân, được chưa? Sau đó này, các bạn sẽ vẽ cái điểm 5 phân này. Chúng ta nối cong vào cái phần chân ve ở đây. Được chưa? Chúng ta sẽ xác định điểm xẻ ve. Điểm xẻ ve thì các bạn có thể chia đôi cái khoảng 5 phân này ra, lấy điểm giữa nhá. Đó, phần này thì chúng ta sẽ lượn tròn nó đi. Đó. Đây là điểm xẻ ve. Đây nhá, mình sẽ ve cái cúc này ra này. Một cúc này. Từ đây các bạn lấy ngược lên cho mình tầm khoảng 3 phân rưỡi. Chúng ta sẽ có một cúc nữa. Hai cúc này. Các bạn chia đôi cái khoảng cúc 1 đến cúc 2 lấy điểm giữa. Đó, chúng ta sẽ được 3 cúc ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ bổ mảnh vai, các bạn sẽ chia đôi cho mình cái khoảng vai con từ cái điểm giảm đầu vai này đến ngang cổ. Chúng ta lấy điểm giữa nhá. 10 này, chia đôi được 5. Các bạn nối cong vào đầu ly thân. Đó. Phần này thì các bạn sẽ cắt lọc bỏ hết ly thân đi. Sau đó chúng ta sẽ dán cái đường cắt sườn này vào. Cái phần cắt sườn này chúng ta chỉ mượn để các bạn xử lý được phần trên, phía bên trên cổ thôi nhé. Phần này thì các bạn sẽ lọc bỏ ly thân. Chúng ta sẽ tỉa luôn cái đầu ngực cho tròn đi nhé. Phần này chúng ta cắt vào đây.
Đó. Đây chúng ta cắt này. Chà. Ở phần gấu này nhá. Phần gấu này thì các bạn sẽ lấy ngược lên cho mình tầm khoảng 4 phân. 4 phân này. Trên đường bổ mảnh nha, chúng ta lấy ngược lên 4 phân. Và các bạn sẽ vẽ tròn cái đoạn này đi. Đó. Lượn tròn đi cho mình nhá. Khi mà chúng ta may thì các bạn sẽ may tròn phần gấu này. Ta tỉa cho nó tròn đi. Ok. Được chưa nhỉ? Đấy. Phần này khi các bạn may lên là nó sẽ được như này. Đó. Đây là xong cái thân trước. Ở thân sau thì các bạn sẽ giảm đầu vai vào tương tự như thân trước. Thân trước chúng ta giảm vào bao nhiêu thì thân sau các bạn sẽ giảm vào bấy nhiêu cho mình. Chưa? Chúng ta sẽ lấy điểm giữa tương tự như thân trước. Bạn vẽ cái đường bổ mảnh nhá. Đường bổ mảnh vai của thân sau này thì các bạn sẽ lấy phần đầu ly, chúng ta lấy dịch về đây tầm 1 phân rưỡi, 1,5. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lại phần ly. Đó. Chưa nhỉ? Thân sau thì các bạn sẽ cắt bổ mảnh thẳng luôn thôi. Chúng ta không cần phải lựa tròn cái gấu nữa. Đó. Được chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ra mẫu cổ nhá. Mẫu cổ thì các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy như này. Chúng ta san dấu lại đường vai, san dấu lại đường xẻ ve, đường xuôi ve, điểm xẻ ve này, họng cổ này, sau đó đặt thước trùng với ngang cổ, trùng với đường bẻ ve nhá. Rồi kéo dài nó ra. Từ đây các bạn sẽ lấy ngược lên cho mình tầm khoảng 10 phân, dựng vuông góc lấy vào cho mình 5 phân. Ở đây thì các bạn sẽ đánh cong vào ngang cổ. Được chưa? Bây giờ chúng ta mới đo này. Các bạn đo cho mình cái vòng cổ của thân sau bằng bao nhiêu? 10 phân. Chúng ta sẽ đo ngược từ phần vai này, đo ngược lên theo đường cong này là 10 phân nhé. Đó. Rồi các bạn mới đánh vuông góc ở đây. Đây là phần giữa cái cổ sau. Chúng ta sẽ lấy đoạn này tầm khoảng 7 phân nhé. Rồi chúng ta sẽ vách nó lên. Độ vách này tùy ý, bạn có thể cho nó ít hơn cũng được, nhiều hơn cũng được. Đó, chưa? Và đây các bạn đánh như đây. Ở đây chúng ta sẽ lượn tròn đi nhá. À, bạn sẽ lượn tròn đi vào đây. Đấy. Chúng ta có thể đặt này vào để các bạn nhìn nó dễ hơn. Chưa? Ở đây mình sẽ cắt này ra nhá. Đây. Ở đây khi chúng ta may vào này, các bạn bẻ nó ra. Đây, chúng ta sẽ được cái phần cổ hai ve tròn như này. Ok. Tiếp theo về phần tay.
Tay này là tay xếp ly nhá. Đối với dạng tay xếp ly này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái tay cơ bản. Chúng ta sẽ đẩy phần đầu tay này, các bạn lấy lên cho mình tầm khoảng 5 đến 6 phân nhé, 5 đến 6 phân. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ lại cái vòng nách. Chúng ta sẽ đánh cái vòng nách nó rộng ra hơn. Sau đó tròn vào đây. Được chưa? Khi các bạn cắt như này xong thì chúng ta sẽ đo vòng nách ở trên thân áo bằng bao nhiêu, và vòng nách ở trên tay này bằng bao nhiêu. Khi nó có độ chênh lệch thì các bạn sẽ xếp ly, chúng ta sẽ chia ly ra. Đó, các bạn xếp lại. Ví dụ vòng nách ở trên thân áo này mình đo được là 45 phân hoặc là 44 phân, 44 nhá. Còn cái vòng này mình đo được là 54 phân. Được chưa? Thì nó thừa ra là 10 phân. Thì các bạn sẽ xếp cái phần ly này, chúng ta sẽ chia ra làm 5 ly hoặc là 3 ly tùy theo nhá. Chúng ta có thể để 1 ly ở giữa này, xong 2 ly hai bên. Đó, 2 ly hai bên các bạn có thể để tầm khoảng 3 phân. 3 phân. Cái này là 3 phân. 2 cái này cộng bằng 6, ở giữa này nó sẽ là 4 phân, thì mỗi bên các bạn lấy 2. Được chưa? Thì đoạn này chúng ta sẽ xếp trụm vào đây. Xếp trụm vào này. Đoạn này thì chúng ta sẽ hất nó sang bên này. Đấy, hất vào đây. Được chưa? Rồi các bạn sẽ may cái đường bụng tay lại với nhau. Khi đó thì chúng ta sẽ tra cái vòng nách này vào thân như bình thường nhá. Được chưa nhỉ? Đó. Các bạn làm trên vải thì chỗ này các bạn sẽ phải may nhỏ ở đây nhá. Đây là mình dán cho các bạn hình dung ra thôi. Được chưa? Đó. Ok, như vậy là mình đã dẫn xong các bạn cái cách mặc áo theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.